Chào các bạn, mình là Hoàng Anh. Hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn 4 trận đấu về chống lại những cái combo mà hay được hỏi nhất hiện nay. Và trận đầu tiên thì mình sẽ phải đối đầu với bộ đôi High Priest và PK. Và ở đầu trận đấu thì đối thủ đã thả bình Elixir Pointer ra và thả một lượng kha khá quân xung quanh để dép. Và như thế thì cái Elixir Pointer này nó sẽ không còn được lợi thế cho về sau nữa. Và bây giờ mình sẽ phải thả minion ra để dép High Wizard và sử dụng Goblin với Canon để dép cái con ngựa này. Bây giờ thì mình đã có Hawk và mình sẽ thả ngay Hawk ra để gây đam lên trụ. Và khi này thì đối phương đã thả PK ra vì mình biết là đối phương đã có PK rồi. Và mình sẽ phải thả Goblin Spear ra để dép thôi. Ngay lập tức thì đối phương đã thả Dark Queen ra và mình sẽ phải dùng giáp để chặn cái hook của nó lại, không thì nó sẽ hook chết cái đàn Goblin Spear của mình. Và dùng ngay tên để giết Princess. Khi này thì Elixir đã được reset lại mức cân bằng. Còn mình thì có lợi thế một chút khi đã gây được lên một chút đam lên của đối phương. Và khi này thì mình sẽ thả combo Hawk và Goblin, giáp ngay cái đằng Goblin Spear đằng sau lại để gây đam lên trụ và stun 1 giây. Khi này thì Elixir gần như là reset lại và đối phương có vẻ như mất bình tĩnh rồi. Mình sẽ thả minion ra để dép thôi và dùng Arrow để giết con Princess kia. À không, mình sẽ dùng Canon và Goblin ra để dép Princess và Prince. Đối phương có vẻ như bất bình tĩnh rồi. Mình sẽ giáp đàn Goblin Spear và Prince lại. Ngay lập tức thì thả minion ra để dép và Canon. Các bạn có thể thấy là các bạn phải giết ngay con Princess đằng sau, không thì nó sẽ giết ngay cái đàn kiến của mình. Hawk của mình đang chạy thẳng vào trong và ăn trụ, không ăn được. Và điều cần mình cần làm bây giờ là dép hết mức có thể. Thả ngay Goblin và Hawk ra để ăn trụ và giết Princess. Vậy các bạn có thể thấy là trận đấu rất là dễ dàng với cái combo này. Đến với trận đấu thứ hai thì chúng ta sẽ chống lại cái combo Jhin và Balloon với cả Freeze nữa. Cái combo này rất nhiều người hỏi mình làm thế nào để counter. Và hôm nay thì mình sẽ chỉ các bạn. Khi này thì mình sẽ thả combo Hawk và Goblin sang bên còn lại để tấn công và xem bài của địch có những quân gì. Vào đầu trận đấu thì chúng ta cần phải làm những cái bước thăm dò này để biết được địch có những quân gì để về sau còn counter. Ngay lập tức địch đã thả Elixir Collector ra và mình cũng có Hawk để tấn công. Và khi này thì mình chỉ cần giật xét nó thôi và chấp nhận đánh với cái mức Elixir bị thủ đô rất nhiều. Mình sẽ thả Canon ra để dép con Vanquish này. Và ngay lập tức thì địch đã có con Balloon. Rất là may là cái Canon của mình đã hút được Balloon ra giữa để cho Goblin và Minion của mình thẩm quất. Khi này thì mình sẽ thả Hawk và Goblin ra để tấn công. Và các bạn có thể thấy là Hawk của mình đã gây ra được một lượng đam khá khá lên địch, lên trụ của địch. Khi mà mình đã biết được địch có Balloon thì mình sẽ chia nhiệm vụ của cái deck của mình ra là Goblin và Minion ra chỉ để đép Balloon thôi, mình sẽ không dùng linh tinh nữa. Ngay lập tức thì thả Vanquish ra để giết cái đàn Goblin, mình tránh bị rỉa. Và mình sẽ thả
Canon ra để death thôi. Khi này thì mình sẽ không giật sét nữa và mình sẽ dùng Hawk để tấn công và giết luôn cái đàn Acer, giết ngay cái Elixir Collector đó. Giật sét để gây đàn lên trụ và giết ngay cái Canon. Khi này thì mình sẽ phải rất cẩn thận với cái combo rất là nhìn rất là mạnh này. Mình sẽ thả Canon ra để thu hút, nhưng mà Canon của mình đã thả xa quá rồi, sẽ phải giáp nó lại. Nó không còn gì khác là mình phải giật sét chết ngay cái balloon, không thì nó sẽ đập chết trụ của mình mất. Đối phương đã đặt một cái Canon ra khi mà mình không có ý định không có ý định tấn công, và khi này mình sẽ chỉ phòng thủ thôi. Sẽ thả ngay Canon ra gần để có thể thu hút được balloon và giết con Vanti. Khi này thì mình sẽ phải làm mọi cách để giết con balloon nó. Tất cả mọi thứ của mình đã bị giết chết và khi này mình phải giật sét nó thôi. Khi mà địch tưởng mình đã hết bài thì đã freeze lại và không ngờ là mình đã vẫn còn cái set và lại thả Canon ra để death thôi. Khi này mình sẽ phải thả cẩn trọng hơn rất nhiều, thả tách ra để tránh cái arrow, và ngay lập tức thì mình sẽ thả Hawk ra để tấn công thôi. Và địch đã freeze lại để không cho Hawk của mình tấn công. Và bây giờ thì mình đã có lợi thế rất lớn về Elixir. Và khi này thì mình sẽ dùng Hawk, dùng đủ combo, giật sét nó. Và Hawk của mình chạy thẳng vào, đập 2 hit, chết luôn cái trụ. Tiếp theo sẽ là trận đấu thứ 3. Mình đánh với cả một cái combo là Jane cộng một đàn Lít Nhít đằng sau. Combo này khá là giống với combo của Jason, nhà vô địch thế giới mùa giải đầu tiên. Nhưng mà khác là mình combo của họ không có Hawk Rider. Khi này thì mình sẽ lại thả Goblin Spear ra để death cái đàn Goblin này thôi. Level 11, đừng để nó chạm trụ, đánh rất là đau. Và địch đã thả ngay trên ra. Mình không còn cách nào khác là thả Canon ra để death nó thôi. Và thả Goblin và Hawk sang bên còn lại, giáp ngay đàn Goblin Spear. Mình đã không giáp Arrow nó. Khi này thì mọi việc của mình là một thời gian đét con chuyên nó sẽ giáp ngay Jane và tất cả những thứ còn lại, thả ngay Goblin ra để đét. Chúng ta nên nhớ là không được để cho những con Goblin kia diễu với trụ, đánh rất là đau. Elixir đã trở về vị trí cân bằng và mình có vẻ như là đang hơi bị tụt một chút so với địch, và mình sẽ lại dùng Hawk Rider để tấn công thôi. Hero ngay và trụ của địch còn đúng một máu. Khi này thì mình sẽ phải phòng thủ bằng Canon và địch sẽ có rất nhiều Elixir, tại vì đang có cái Elixir Collector sản xuất đằng sau. Và bên địch đã thả ngay hai con train ra với ý định là lấy thị đè người. Và mình sẽ phải giáp cái đàn Goblin ra đằng sau để cho đàn kiến của mình có thể đép được hai con khổng lồ thành công. Và mình sẽ tấn công bên còn lại bằng Hawk vì bên kia đang có Goblin sang tấn công rồi. Các bạn có thể thấy là Hawk cộng với đàn kiến của mình đang lao vào đánh luôn, ăn luôn hai cái trụ. Khi này thì sẽ lại dùng Canon để death thôi. Chút có trên là mình sẽ lại cho Canon để death.
Tiếp theo với trận đấu cuối cùng là mình sẽ đánh với cả một anh chàng level 11. Có lính level 11. Và mình sẽ thả Hawk và minion ra để giết cái Elixir Collector. Nó rất là nguy hiểm đối với sau, chúng ta không thể tính được. Và khi biết địch đã có Hawk thì mình sẽ phải thả ngay cái Canon ra để đép. Goblin đi xa để rỉa nhưng mà gặp ngay Canon rồi. Bây giờ thì không có cách nào khác là mình phải dập xét cái bình Elixir Winter thôi. Và tiếp theo sẽ phải chơi ở trong cái chế độ đép. Thả minion ra để đép. Và ăn ngay cái giáp của mình. Khi này thì mình sẽ phải thả ngay cái combo Hawk Rider và Goblin ra nhưng mà gặp ngay cái bộ đôi Inferno và Goblin rồi. Sẽ phải thả ngay Canon ra để đép. Mình sẽ thả xa ra vì rất sợ để ăn cái giáp của đối phương và ăn cái freeze. Đối phương rất nóng vội khi mà thả liên tục ra để tấn công, nó như thế rất là không hiệu quả. Và minion của mình bị ăn giáp. Các bạn có thể thấy là với hai con minion level 11 thôi mà có thể đánh cái trụ của mình chỉ còn có 1700 máu. Các bạn có thể thấy là chênh lệch level nó lợi thế đến như thế nào. Khi này thì mình biết là mình đang có nhiều elixir hơn và mình sẽ thả Hawk ở bên dưới cho đi lên trên để câu giờ. Và mình sẽ thả đủ combo Hawk Goblin và đặt chiếc cờ set. Các bạn có thể thấy là clear toàn bộ mọi thứ của địch và elixir lại ở vị trí cân bằng. Thả ngay Goblin minion ra để đép. Và khi này đối phương đã gặp phải một sai lầm lớn là thả Fireball. Khi này thì mình sẽ tấn công Hawk Goblin, sau đó thì giáp vào cái trụ để gây stun lên trụ thôi. Cái choáng của dây đó rất là lợi. Hawk của chúng ta có thể đánh 1 đến 2 phát vào trụ. Khi này thì có vẻ như là mình cũng bị hơi cuống một chút khi mà thả cái Canon ra để đép. Và bây giờ thì không có gì để đép cái con Hawk Rider này cả. Nó vẫn có thể vào và suýt nữa đánh được một phát vào trụ của mình. Khi này thì địch đã gặp phải một sai lầm lớn, đó là Fireball vào cái trụ của mình. Và mình biết là mình sẽ có nhiều Elixir. Khi này thì sẽ lại là thả minion ra để đép thôi. Thả ngay Hawk Goblin, sau đó mình sẽ đặt reset sớm. Reset tổng reset. Và mình sẽ thả Canon ra để đép và thả Goblin bên trên để tránh ăn cái giáp. Bạn có thể thấy là quân level 1 đánh rất là đau. Khi này thì sẽ reset cái Canon rồi thôi. Và sau đó thì giáp. Trận đấu đang rất là gay cấn khi mà trụ của mình gần chết rồi. Thả ngay Goblin ra để đép cái đàn minion này. Mọi việc mình cần làm là chờ đủ combo. Mình giật xét, thả tên và giáp. Và trụ. Và đó là chiến thắng của mình. Và nếu các bạn thấy hay, hãy like và subscribe để ủng hộ mình cho những video chất lượng hơn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Cảm ơn các bạn.